đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc đã xác nhận ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Trên đường đi công tác, ông Lê Hòa Bình gặp nạn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương vào khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày. Thời điểm đó, tài xế Nguyễn Quang Vinh điều khiển xe ô tô chở ông Lê Hòa Bình và một người khác đi theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Khi đến địa phận huyện Bến Lức Long An, xe nổ lốp sau và bị lật ngang. Cả ba người trên xe bị thương nặng ông Lê Hòa Bình được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An trong tình trạng nguy kịch. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương quá nặng, khi đưa vào bệnh viện đã ngưng tim, ngưng thở, nên ông Lê Hòa Bình không qua khỏi. Đến 11 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi cùng đoàn công tác của thành phố đã đến bệnh viện đa khoa tỉnh Long An đưa thi thể ông Lê Hòa Bình về thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tang lễ. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.